Xin chào anh em, đợt trước ấy mình có trải nghiệm qua cái tay hàn mini bé xíu của thương hiệu CQ á, thì nhiều anh em bảo là ồ sao nó nhỏ mà nó lại đắt thế. Vậy thì tiện thể ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em một cái chạm hàn mà mình đã dùng được đến nay là hơn 1 năm rồi. Và đây cũng chính là cái chạm hàn tay hàn mà mình thường cho nó xuất hiện ở trên kênh của mình nhé, ở trên video của mình. Anh em nhìn phát là biết ngay rồi, nếu như anh em nào mà thường xuyên xem á, chắc chắn là sẽ nhận ra ngay luôn. Do là dạo gần đây á, thời tiết nó cũng mưa, nó ẩm nên là nó đã rỉ, thì càng ngày nó càng rỉ hơn anh em ạ. Tuy là nó rỉ nhưng mà vẫn còn khỏe lắm, dùng vẫn còn ngon lành, vô tư, thế là mình cứ để vậy mình dùng luôn. Mặc dù là mình đã mua sơ cua thêm mấy mũi rồi này nhưng mà nó vẫn còn khỏe quá, nó chưa có hư nên là mình cứ vẫn giữ lại để dùng thôi, dùng đến khi nào mà không thể dùng nữa thì mình mới thay. Nó có tên là T12X Plus này, giá của nó thậm chí là chưa đến 1 triệu luôn mà dùng ngon phết. Không biết với nhiều anh em khác thì như thế nào nhưng mà với mình nhá, nhu cầu cơ bản đơn giản thì dùng thấy nó rất là hợp lý và nó ngon. Còn với những anh em nào mà cầu kỳ phức tạp, nhu cầu cao thì có thể là thấy nó bình thường hoặc là không ngon, nó thì tùy nhu cầu mỗi người. Và tí nữa là mình cũng sẽ thử nghiệm và chi tiết luôn cho anh em cái tay hàn giá rẻ này. Mình mua cũng khoảng được hơn 2 tháng rồi ấy. Mình nhớ không lầm ấy, là giá khoảng 120 mấy nghìn hay là 110 mấy nghìn gì đó. Cái này là mình nhớ không lầm thôi, nếu như mà sai hoặc đúng thì anh em thông cảm nhá. Nhưng mà giá của nó cũng rẻ thật đấy. Đó, nó có cái núm vặn cái nhiệt độ này, nhưng mà cái này mình ít khi nào chỉnh lắm, mình chỉ cho một phát một hết cỡ luôn thôi. Chứ còn mình cho mức giữa chừng thì hàn nó cũng hơi khó, đó là theo như cái nhu cầu của mình. Và khi mua cái tay hàn này á thì nó còn có kèm theo một số cái kiểu mũi hàn khác nữa. Nên là mình có thể dễ dàng tháo ra tùy biến thay thế vào này để hàn được các kiểu luôn. Rồi, trước khi chi tiết vào chạm hàn T12X Plus và cái tay hàn xanh này á thì mình sẽ sơ lược và thử nghiệm lại một lần nữa cái tay hàn mini CQ để cho anh em nào chưa biết á thì có thể thấy rằng là với cái giá hơn 1 triệu tí thì nó hay ở chỗ nào. Thì căn bản á, anh em nhìn phát là biết ngay, nó hay ở chỗ là nó nhỏ gọn thôi, nó tiện lợi, nó nhỏ gọn, gọn nhẹ này. Mình có thể mang đi đâu ấy nó cũng dễ dàng và nó không có cảm giác vướng này kia, tại vì nó nhẹ lắm. Đây là dây cấp nguồn vào này, đó, nó sẽ có cái kéo trong suốt và nó có cái con IC bên trong ấy. Bây giờ mình sẽ lấy một cái mũi ra, nó thì có tới hẳn 4 cái mũi hàn cơ, từ mũi to, mũi nhỏ này, mũi đầu vát này. Đó, nhưng mà thường á thì mình sẽ dùng cái mũi dao, tại vì cái mũi dao á, là dùng nó rất là dễ, nó kiểu như nó thông dụng với mình ấy. Còn đây là cái tay hàn này, nó nhỏ như cái cây bút luôn anh em ạ, rất là nhỏ, nhỏ gọn như này, mình cầm là nó chẳng khác gì một cái cây bút luôn. Bây giờ mình sẽ tháo cái này ra, mình gắn cái mũi vào này, sau đó mình lấy cái cục nguồn 65W này, mình cắm vào ổ điện, mình thử luôn cho anh em xem. Cái này á, nó tiện ở chỗ nữa là mình vừa có thể dùng một cái cục sạc dự phòng, mình cấp nguồn cho cái tay hàn này, và mình vừa có thể dùng điện 220V thông qua cái cục nguồn này để cấp nguồn cho nó luôn. Nên là nó tiện ở chỗ đấy. Anh em chờ mình tí nha, để mình cắm cấp nguồn vào cho nó thử nghiệm luôn, để cho anh em nào mà chưa có biết á thì có thể thấy thông qua video này. Còn nếu như anh em nào mà muốn chi tiết hơn nữa thì cứ vào thẳng kênh của mình nhé, vào mục video lúc xuống dưới tìm video để xem lại thôi, tại vì video này mình đăng cũng mới gần đây chứ cũng chưa lâu đâu. Đó, anh em thấy này, mình cấp nguồn vào là cái màn hình nó đã sáng lên rồi. Nhiệt độ hiện tại bây giờ đang là 26 độ C. Mình sẽ tăng chỉnh cái mức nhiệt lên khoảng 450 độ C đi, để xem là mất khoảng bao nhiêu lâu là mình có thể dùng để hàn ngon lành. Đây, anh em chờ mình tí để mình chuẩn bị một số cái công cụ để thử nghiệm đã. Đấy, hiện tại bây giờ là mũi hàn đang rất là mát này, nhiệt độ 25 độ C. Mình chỉ cần nhấn đè cái nút này là nó sẽ chạy ngay. Mình nhấn nhá, nhấn đè này, anh em nhìn vào cái chữ stop, nó đã thay đổi sang trạng thái hoạt động rồi. Bây giờ nhiệt độ nó đang tăng dần lên, để xem là nó đã có thể làm chảy được chưa. Ồ, anh em thấy chưa, nó đã tăng cái mức nhiệt lên cao rồi. Bây giờ mình chấm vào đây luôn. Đó, anh em thấy á, đó chính là cái thời gian tăng nhiệt của nó. Tuy nhỏ gọn thôi nhưng mà cũng gọi là đủ dùng để mà hàn những cái cơ bản vô tư luôn. Nếu mà so sánh với chạm hàn á thì theo như mình thấy nó cũng không thể nào nó tối ưu và mạnh như cái chạm hàn được.
Nhưng mà anh em thấy á, với một cái kích thước nhỏ gọn như này thì nó đã gọi là rất vô tư để có thể dùng vào những cái trường hợp nhanh gọn nhẹ rồi. Đó, anh em thấy không? Ngọt xớt luôn anh em ạ. Rồi, mình thử như thế thôi. Mình tắt đi. Và quay trở lại với cái chạm hàn T12X Plus. Từ lúc mua đến giờ là mình chưa từng tháo ra bao giờ luôn, nên là anh em thấy này, cái tem niêm phong còn nguyên vẹn, chưa hề có cái dấu vết gì. Mình sẽ tháo nó ra. À, mà thôi, trước khi tháo á thì mình sẽ thử luôn đã. Phải thử trước rồi sau đấy mình tháo sau nó mới hợp lý, chứ còn bây giờ mình tháo trước thì nó lại mất hay anh em ạ. Anh em chờ mình tí nhé, để mình cắm điện vào. Rồi, mình bật công tắc lên. Đó, nó có một cái màn hình như này. Nhiệt độ đang tăng dần lên, mình sẽ vận chỉnh mức nhiệt lên khoảng 400 độ C luôn đi. Rồi, mình vệ sinh lại một chút. Anh em thấy á, cái mức nhiệt của nó tăng lên cũng rất là nhanh. Kiểu gì kiểu, nếu như so sánh cái tay hàn mini CQ với cái này thì chắc chắn là cái chạm hàn này ăn đứt rồi. Trong khi là cái chạm hàn này thì giá rẻ hơn, chỉ dưới 1 triệu thôi. Và sức mạnh thì anh em đã thấy, nó cứ gọi là mượt luôn. Mình kéo tới đâu là nó chảy ngon lành tới đấy luôn này. Đấy, mà anh em thấy ấy, cái mối nó rất là nhỏ thôi nhá, chứ không phải to đâu. Thậm chí là nó còn nhỏ hơn so với cái mũi ở trên cái tay hàn mini CQ luôn đấy. Đó. Nếu như mà anh em thích cái sự nhỏ gọn, tiện lợi ấy, thì anh em có thể lựa chọn cái tay hàn CQ kia. Thì giá nó sẽ hơi đắt một tí, mà cũng không hẳn một tí, mà nó có thể nói rằng là nó hơi nhiều anh em ạ. Nhưng mà nếu anh em nào mà bỏ đi cái sự tiện lợi ấy, mà cần cái tính ổn định lâu dài mạnh mẽ, thì cứ cái chạm hàn T12 này mà quất thôi. Cái này mình đã cài đặt sẵn ở trong cái mục cài đặt đó. Nếu như mình mà để khoảng một thời gian mình không dùng á, là nó sẽ ngắt đi. Nó không phải là ngắt đi hoàn toàn, mà nó về cái chế độ chờ, nhiệt độ nó sẽ hạ dần xuống khoảng 200 độ C, nó duy trì ở mức đó. Cái mức 200 độ C là chính mình cài đặt đấy, chứ không phải là mặc định. Và đến khi nào mà lâu quá, khoảng ngoài 1 phút ấy, mà nó không thấy mình dùng nữa, là nó sẽ về chế độ ngủ luôn. Nó ngắt nhiệt hoàn toàn. Khi nào mà mình đụng tay vào cái tay hàn ấy, là nó sẽ khởi động trở lại ngay lập tức. Mình thử tới đây chắc là đủ để anh em thấy được sức mạnh cũng như là cái khả năng của cái chạm hàn tay hàn T12X Plus này rồi. Mình tranh thủ lúc cái mũi hàn nó đang còn nóng ấy, mình vệ sinh xem là nó có sạch hơn được nữa hay không. Tại vì cái mũi hàn này mình dùng lâu với lại dùng cũng nhiều ấy, nên là bây giờ nhìn nó trông xuống cấp quá. Đây, cũng khá hơn được chút rồi anh em ơi. À, nhìn có vẻ là nó đã đỡ hơn một chút rồi. Mình thử tháo cái mũi hàn ra, rồi sau đấy bật cồn lên xem là cái hiện tượng nó như nào. Mình thì mình đã biết quá rõ rồi, nhưng mà mình thử để cho ai chưa biết thì có thể thấy thôi. Đây, anh em thấy này, là nó đang báo lỗi luôn. Báo lỗi rồi. Mình thử lại cho anh em xem nhá. Bật công tắc nguồn lên này, là nó sẽ lên cái hình hai con gì nó dính đầu với nhau ơi. Đây là trạng thái nó đang báo lỗi khi mà mình chưa có gắn cái mũi hàn vào. Để vào được cái mục cài đặt á, thì mình cứ nhấn đè cái nút volume thôi. Đấy, anh em thấy không? Vào ngay cái mục menu rồi. Mấy cái mục này là mình đã tùy chỉnh theo nhu cầu của mình, thế là bây giờ mình cứ bật nguồn lên phát là dùng thôi. Ví dụ như bây giờ mình muốn vào mục auto sleep đi, mình nhấn một phát này, đó là nó vào ngay. Đây là những cái tùy chọn. Ví dụ như ở đây mình đang chọn là 1 phút rồi. Bây giờ có thể là mình nhấn đè để thoát ra đi. Đó. Cái này thì nó quá đơn giản rồi, mình cứ thao tác vặn để chọn và nhấn để chọn vào cái mục đó. Rồi sau khi mình cài đặt xong á, mình nhấn đè để thoát ra ngoài thôi. Mình sẽ vặn luôn cái dây ra để cho anh em thấy là cái chất lượng dây nó như nào. Cái dây này á thì nó dẻo lắm anh em ạ. Nó dẻo như kiểu là dây silicone vậy á. Nó rất là dẻo luôn, nó dẻo đến mức mà mình cảm giác là bên trong này nó không có dây luôn anh em ạ. Nó giống như là một cái ống nước luôn vậy á. Đó, anh em thấy này, rất là dẻo luôn. Chính vì nó dẻo như này thì mình thấy cái thao tác dùng á, nó cũng sẽ kiểu nó dễ dàng hơn, nó không có cảm giác cứng cấn. Và theo như mình nghĩ thì nó dẻo như này á, dùng về lâu về dài nó cũng sẽ bền, nó bền bỉ hơn so với những cái dây cứng ngắc. Rồi bây giờ mình sẽ gắn lại này, mình gắn lại rồi sau đấy mình xỏ cái mũi vào để cho nó hoạt động trở lại. Đó, cắm phát nhận ngay luôn.
Tuy nhiên là bây giờ nó bị lỗi luôn anh em ạ. Lâu lâu nó bị lỗi này. Không biết là nó có tăng nhiệt hay không đây. À có tăng nhiệt luôn. Vậy là nó đang hoạt động bình thường ạ, chẳng qua là cái chương trình nó hơi bị có vấn đề chút thôi anh em ơi. Mình khởi động lại nhá. Rồi, đang lên. Mình sẽ cho nhỏ nhiệt độ xuống này. Tại vì bây giờ mình không có nhu cầu hàn, là mình cũng không cần nó phải nóng làm gì cả. Còn nguyên cái vỏ của nó thì được làm bằng nhôm. Mình sẽ quay thật gần lại, thật chi tiết cho anh em xem. Ở mặt sau nó có luôn thông số này, tên này, T12X Plus. Điện áp đầu vào là điện xoay chiều 100 đến 240V. Còn bên dưới này là công suất 75W này. Mức nhiệt là từ 80 đến 480 độ C. Còn ở mặt sau này thì có cái chỗ để cắm dây điện 220V vào và có cái công tắc ở đây. Ngoài ra ở mặt sau này còn có thêm một cái lỗ cắm dây tiếp địa này. Cái dây này là nó đi kèm với cái chạm hàn luôn. Tuy nhiên là cái dây đấy mình để nó lạc đâu mất tiêu rồi anh em ạ. Để khi mà mình mình nghĩ là nhiều anh em cũng gặp phải á, khi mà hàn thì nó bị kiểu tê tê tay á, thì mình sẽ có cái dây này mình cắm tiếp địa phát là hàn êm ru, không còn bị cảm giác tê tay nữa, cứ gọi là mượt mà ngon lành luôn. Còn về phần tay hàn á, anh em thấy này, nó rất là nhỏ gọn, nó chẳng khác gì một cái cây viết luôn, nên là khi mình thao tác á, thì nó cũng rất là mượt và nó không có gây cảm giác vướng gì cả. Kể cả cái phần cuốn này cũng thế này, do là nó rất là dẻo á, nên là khi mà mình có thao tác á, thì nó cũng sẽ uyển chuyển theo luôn và nó không có gây ra cái cảm giác vướng nữa. Và cộng với là cái phần thân này á, nó cũng giống như một cái ống nhựa thôi anh em ạ. Nên là nó cực kỳ nhẹ, nhẹ lắm. Chủ yếu là thêm cái mũi hàn này vào thì nó sẽ nặng hơn tí thôi. Nhưng mà mình cảm giác thì nó cũng chẳng nặng là mấy, nó cũng nhẹ lắm. Nếu mà nói thẳng ra thì nó nhẹ hơn mấy cái tay hàn kiểu này nhiều. Nhẹ cực kỳ, nên là cái thao tác của mình thì cứ gọi là nó thuận tiện, nó dễ dàng luôn. Còn ở chỗ tay cầm á, thì nó sẽ có một cái ống cao su dẻo mềm này. Nó mềm lắm và nó dẻo, nên là khi mình cầm vào á, nó vừa tạo được một cái độ nhám nó chắc chắn này, và nó vừa tạo được một cái độ mềm á, mình cầm nó êm khui luôn thôi anh em ơi. Đấy, phá tem luôn. Lần đầu tiên cái chạm hàn này đến tay khách hàng bị tháo ra. Đây anh em ơi, anh em thấy cái mạch nguồn của nó có chất lượng chưa? Anh em cứ tự nhìn vào và đánh giá luôn. Mình sẽ phóng to lên tí này để anh em có thể nhìn rõ ràng vào. Cái con diode này nó có tên là MBR10200. Còn bên này nữa, tụ lọc nguồn đầu ra này. Mỗi một con nó có điện dung là 680 microfarad. Đó, tuy là một cái mạch nguồn thôi nhưng mà linh kiện khá là nhiều anh em ạ. Còn con công suất bên này nữa, nó là 10N65FA9K. Còn hai con này là tụ lọc nguồn đầu vào này. Mỗi một con có điện áp chịu đựng tối đa là 400V và điện dung là 33 microfarad. Đấy, anh em thấy chưa? Cứ gọi là nét căng luôn. Còn đây là cái biến áp của nó này. Cái bề dày của nó là ngang ngang cái ngón tay cái của mình. Còn dây ra kìa, nó là nhiều sợi dây được trộn với nhau ấy. Bên này cũng thế này. Đó, có nhiều dây trộn lại với nhau để cái cường độ dòng điện đầu ra nó sẽ lớn. Còn phía trên này là mạch điều khiển, mình sẽ tách rời nó ra đi để tiếp cận nhìn cho nó rõ ràng. Đây, phía trước này nó sẽ có một cái màn hình này, còn ở mặt sau nó chỉ có như này thôi, một cái con xử lý STC 8A8K64D4, nhìn trông hầm hố chưa anh em. Còn vài cái con linh kiện nhỏ nhỏ khác này. Đó. Còn phía trên này có một cái còi chip, cái tiếng kêu píp 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 ấy là nó phát ra từ cái còi này. Còn lại là cái núm vặn này. Cái núm này là mình vừa có thể vặn được mà vừa có thể nhấn được luôn. Anh em cứ tự nhìn vào và tự đánh giá nhá. Chứ còn riêng mình nhá, thì sau hơn 1 năm dùng thì mình thấy được, căn bản là dùng vào cái nhu cầu cơ bản đơn giản là ngon lành luôn. Còn với những anh em nào mà kỹ thuật đòi hỏi cái nhu cầu cao hơn thì có thể là nó sẽ đáp ứng không được mượt. Đáp ứng thì vẫn được ấy, nhưng mà có thể là nó sẽ không làm hài lòng một số anh em khó tính thôi.
À, mình có cái này cần phải lưu ý rõ ràng với anh em là nếu như mình thay mũi hàn cho nó thì anh em cứ phải dùng cái mũi hàn T12 của tàu như này, cắm phát là ăn ngay luôn. Chứ còn nếu như anh em dùng mũi T12 của Nhật ấy, thì khi cắm vào nó sẽ bị báo lỗi, tại vì cái chân tiếp điểm của nó có vẻ là khác nhau ấy. Nên là anh em cứ phải lưu ý rằng là dùng mũi hàn T12 của tàu cắm phát là ăn ngay. Chỉ khi nào dùng mũi T12 của Nhật cắm vào là nó sẽ báo lỗi không dùng được. Nên là anh em cứ mũi T12 của tàu mà đóng vào thôi, đóng phát là ăn ngay. Mình mua hẳn tới hai mũi dự phòng này. Hiện tại cái mũi đang dùng hơn 1 năm rồi, nó vẫn còn ngon lành quá, nên là mình vẫn cứ để thế mình dùng thôi, chưa cần thiết phải thay. Đến khi nào mà cái mũi kia nó không dùng được thì mình mới cần phải thay mới. Mà cái mũi T12 của tàu này nó cũng rẻ thôi, chỉ có mấy chục nghìn thôi mà dùng được hơn năm tới bây giờ vẫn dùng tốt thì chứng tỏ là cái mũi nó cũng bền ghê chứ. Mình chuyển sang đến cái tay hàn giá rẻ màu xanh ở đây để xem là nó như thế nào anh em nhá. Cái này thì mình thấy cái tốc độ gia nhiệt của nó khá là chậm, nên là bây giờ mình cứ cắm vào ấy, đợi khoảng 2-3 phút thì mình mới hàn nó ngon lành được. Có thể là do đợt trước ấy, cái chỗ mình điện nó yếu hay sao ấy, nên là chờ nó hơi lâu anh em ạ. Để xem là ngày hôm nay mình thử nó mất khoảng bao nhiêu lâu thì có thể làm chảy được cái thiết hàn chỉ hàn này. Mình mới vừa cắm vào thôi, khi mà cắm vào nó có một cái đèn báo đỏ đỏ đây này, anh em thấy không, nó đang chớp chớp ấy, nó đang chạy rồi. Còn cái núm này thì mình cứ mặc định cho nó hết cỡ luôn, mình vặn theo chiều kim đồng hồ ấy là đang hết cỡ rồi, cứng ngắc rồi, hết vặn được nữa. Nó có mức áp hoạt động là 220V và công suất tối đa 60W. Mình mới vừa cắm vào được tí ấy, không biết là nó có thể chảy được chỉ hay chưa. Đó, anh em thấy là nó gia nhiệt hơi chậm. Như là trước mình mới mua về, mình dùng được khoảng 2-3 lần gì đó, mình thấy nó lâu quá, mình để từ đó đến giờ luôn, mình không dùng nữa. Nhưng mà cũng chấp nhận thôi, tại vì giá của nó rẻ mà, mình cũng không thể nào đòi hỏi hơn được với cái mức giá này. Mình đã quay trở lại rồi đây anh em ơi. Mình chờ khoảng gần 5 phút rồi, chính xác là khoảng 4 phút rưỡi ấy, gần sát 5 phút luôn. Nhưng mà cái kết quả của nó này, nó vẫn chỉ gọi là tốt hơn được so với ban đầu một chút thôi anh em ạ. Đó, nó chỉ được như này thôi, chứ còn kết quả thì nó vẫn còn sượng lắm. Vốn dĩ hàn được mấy cái nhỏ nhỏ mà nó đã khó như thế này rồi thì kéo được mấy cái đường gân như này á, kéo được mấy đường gân như này thì nó càng xa vời và nó càng khó anh em ơi. Có vẻ đỡ hơn rồi đấy. Với cái tay hàn này mình thấy dùng vào trường hợp hàn mấy cái gì đó nó nhỏ nhỏ thì hàn vô tư hàn được, tuy là hàn được thôi, chứ còn hàn mà để gọi là nó cho ra cái trải nghiệm tốt thì mình thấy là nó vẫn chưa được mượt cho lắm. Cứ thế là anh em tự nhìn vào và đánh giá thôi. Mình cũng đã soi chi tiết cũng như là sơ lược qua những cái tay hàn và chạm hàn trong video ngày hôm nay rồi. Video của mình tới đây chắc chắn là nó cũng dài lắm rồi đấy. Nếu như anh em nào mà có quan tâm đến những cái tay hàn, chạm hàn cũng như là những thứ có trong video ngày hôm nay ấy, mình cũng sẽ để đầy đủ các đường link tham khảo mua hàng ở trong phần mô tả video. Còn bây giờ mình xin kết thúc video tại đây. Anh em mỗi người hãy dành tặng mình một like và nhấn nút đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video tiếp theo. Xin chào anh em.